Rồi xin chào cả nhà nha. Đang kéo 12 cân thục nữa cả nhà. Đây hai cha con xuống kéo 12 cân thục nha cả nhà. Rồi cả nhà đi theo chân tôi chung chung nha. Ừ, rõ rồi cả nhà ơi. Không được. Rồi, nó bỏ xuống. Ủa, nó có con tôm hả? Rồi, cũng ngon quá này. Im đềm nha. Đây, mỗi hàng tôm một cái nhà. Quá đúng luôn, ăn
rồi cả nhà, có bằng đá không? Rách rồi, còn có bóng rồi trời. Bóng còn tôm. Nhảy nha, giờ nhảy nha, cái gần cống này nhảy cả nhà. Cặp của ôm cả nhà ơi. Rồi, một con cả nhà. Cho nó vào vỏ. Con này đó, con này lắm nữa. Rồi, cứ gắm thì mời cả nhà. Gắm rồi ăn rồi nhập, nghe luôn á. Cơm luôn. Ok cả nhà. Bắt luôn mấy con luôn.
cây. À, ăn tôm. Ăn gắp đi, hành chi. Gắp lỗ dần có con nào. Mấy con hơn khúc đất kia. Khúc đất để lỡ rồi. Gió bão coi nha, chứ không được nói ký à. Gắt lỗ buồn quá mà. Được con cua, mấy con tôm. Cơm trước đây, mình cua trói sao. Thank you.
rồi. Cái ngày cống không bị gì với mẹ rồi. Ý cái đó vậy. Chi lum mẹ. Anh đâu chân đen chân đen chút lên đầu không chút lên đầu chút nhiều lắm anh. Máy à anh à, cái này lên đổ luôn. Vâng.
cắt ghê. Vâng. Gió rồi, có gió gì mình bay rồi coi nhà ơi. Gì nhân trạch kia bên. Gió gì nhân trạch rồi coi nhà ơi. Gió gì nhân trạch rồi coi nhà ơi. Ủng hộ kênh nha cả nhà. Mấy con này nó lầy tôm luôn hết. Nó không tủ tủ rồi nó chết, nó lầy tôm. Cả nhà ơi. Trời sao mà đó ra hoài không vậy. Đẹp thế rồi cả nhà. Dài ký rồi cả nhà ơi. Khỏe rồi. Bé gà rồi cả nhà ơi. Cống hơi nhiều, bây nó ngầm. Quý cua nó như bò kẹp này, nào mà trấu rồi. Cái nữa quá cả nhà. Cái này không có con gì.
thùng tôm chứ. Cái đục bắn há ra. Lem chốt là sao cô chốt nhiều ghê không vô ra đây cô. Chết rồi. Ghe nó trâu nữa rồi. Chị quá trời. Chị mê mê. Sợi khủng quá. Rồi xong rồi cả nhà. Ghê nha, kết quả cho cả nhà xem nha. Rồi. Giờ cả nhà ơi. Đúng nè. Ăn nhiều quá hả? Ăn hết con nhỏ mái kem này, ăn hết cho bổ hết nha. Ừ, ăn hết cho bổ hả? Này, được mấy con cua nữa. Này, được mấy con cua ta. 6 con quá. Này, được 6 con cua cả nhà, 6 con cua với... Để căng thế này bao nhiêu ký tôm nha. Đây, chắc con cua. Đây, còn mối tụi chị nữa nha. Chị đó kìa. Rồi luôn chị luôn, rồi đúng mấy tí. Rồi, căng thôi.
chính xác chưa? Ừ. Hả? Rồi, nhảy lên. Ba cân luôn hả? Được 5 kg luôn nha các bạn. Rồi. Rồi cả nhà thấy vui thì cho chi chi một like, một lượt đăng ký nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lại lúc sau nha cả nhà. Bye cả nhà.